rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khuôn khổ Trạng cờ đất Việt năm 2015 ở vòng loại 1/16 khu vực phía Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với ván cờ giữa kỳ thủ Trịnh A Sáng và kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn. Đây được đánh giá là một trận cờ có nhiều khác biệt. Người đứng cạnh tôi là kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1993 và hiện nay em đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Kỳ Hội Quán và em thì chưa có những thành tích nổi bật nào. Đối diện với một kỳ thủ chưa có thành tích gì thì chúng ta có một Trịnh A Sáng sinh năm 1962 là thành viên của tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, đã 7 lần vô địch quốc gia, 3 lần vô địch giải các đấu thủ mạnh quốc gia, và anh có một cái biệt danh được làng cờ đặt cho là Túy Kỳ Tiên. Rõ ràng là trước trận đấu thì thông tin về hai kỳ thủ có rất nhiều chênh lệch, em có lo lắng khi đến với trận đấu này hay không? Dạ thưa anh, là em không có lo lắng mà em chỉ muốn cống hiến một ván cờ thật hay cho mọi người xem. Với một kỳ thủ chưa có tên tuổi thì không biết lão tướng Trịnh A Sáng, anh suy nghĩ như thế nào? Theo tôi suy nghĩ là thường thường tuổi trẻ tài cao mà mình cũng không dám chủ quan, là cố gắng đánh một ván cờ hay để cống hiến phục vụ khán giả. Vâng, chúng ta ở trong trận đấu này có một nhân vật được giới hâm mộ đánh giá rất cao và coi là một ứng cử viên sáng giá của giải vô địch năm nay, đó là anh Trịnh A Sáng. Người ta vẫn được biết anh với cái tên Túy Kỳ Tiên, tuy nhiên khán giả truyền hình thì không phải ai cũng biết. Anh có thể nói sơ chút sơ bộ về cái tên này không? Túy Kỳ Tiên năm 1996 đặt vô địch Đông Nam Á tại Philippines. Thầy vị viết bài báo là trước một vòng thầy bị viết bài báo là tên là Túy Kỳ Tiên danh chấn Đông Nam Á. Vâng, như vậy là đã được phóng viên của bài báo đấy gọi tên như vậy và bây giờ trở thành cái tên thường xuyên của anh. Vâng, chúng ta hy vọng là trận đấu này chúng ta sẽ được chứng kiến một sự xuất thần của kỳ thủ nhỏ tuổi Nguyễn Hoàng Tấn trước một lão làng trong làng cờ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu này. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trong trận đấu này, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn mặc áo đỏ và được cầm quân đỏ đi trước, kỳ thủ Trịnh A Sáng mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau. Trận đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn Dritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà hàng Sen Đầm Trị. Trận đấu bắt đầu. Rất là vui khi được giới thiệu với quý vị khán giả, người ngồi bên cạnh tôi trong cabin bình luận chuyên môn của Trạng Cờ Quý Tị, danh thủ trẻ Trần Thanh Tân, kỳ thủ cuộc đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Trần Thanh Tân và chào mừng anh đến với cabin bình luận. Xin chào anh Trung và quý vị khán giả. Khác với dự đoán của các đồng đội ở câu lạc bộ Kỳ Quán thì anh Nguyễn Hoàng Tuấn đã không sử dụng lối chơi quen thuộc mình là quá cung pháo. Anh đã sử dụng phi tượng cuộc, tượng 3 tiếng 5. Và đối phó với chiến thuật phi tượng cuộc thì danh thủ Trịnh A Sáng đã sử dụng lối chơi rất quyết liệt, đó là đi pháo 8 bình 5, sử dụng pháo đầu đối phi tượng. Tôi xin giới thiệu lại với các bạn về hai kỳ thủ. Người cầm quân bên đỏ là anh Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1993, kỳ thủ xuất sắc của câu lạc bộ Kỳ Hội Quán, một câu lạc bộ có cái sinh hoạt chuyên môn cũng như tổ chức tốt nhất tại khu vực phía Nam thời điểm hiện tại. Và người cầm quân bên xanh cũng có không cần phải nói nhiều lắm về anh, đó là Túy Kỳ Tiên Trịnh A Sáng, 7 lần vô địch Việt Nam, huy chương vàng đồng đội Đông Nam Á,
huy chương đồng cá nhân châu Á và vận động viên cờ tướng chuyên nghiệp của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Một cái cuộc chạm trán giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm, của sự dũng cảm và độ lão luyện. Tuy nhiên, tôi cảm giác vẫn có một chút chênh lệch, thưa anh Trần Thanh Tân. Dĩ nhiên là có sự chênh lệch giữa một kỳ thủ chuyên nghiệp như anh Trần Thanh Sáng và một kỳ thủ phong trào như anh Nguyễn Hằng Tuấn. Nhưng hiện tại thì các bạn đã biết là cả hai kỳ thủ đều có phong độ rất xuất sắc. Anh Nguyễn Hằng Tuấn trong một năm gần đây thì đã lên cờ rất là nhanh. Khoảng cách giữa anh và các kỳ thủ chuyên nghiệp ở cùng lứa tuổi như mình, như các kỳ thủ trẻ thành phố Vinh như Trần Anh Duy hay Nguyễn Minh Nhật Quang là khoảng cách không còn xa như trước. Và đối với anh là kỳ thủ Trần A Sáng là người vừa vô địch Việt Nam năm 2015. Đây quả nhiên là một trận đấu rất là hấp dẫn thưa các bạn. Vâng, kỳ thủ Trần A Sáng là cánh chim đầu đàn của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đội tuyển Việt Nam. Và tính cách của anh thì đặc biệt được các kỳ hữu mến mộ. Anh Trần A Sáng thi đấu cực kỳ là quyết tâm, nằm trong bộ ba xe pháo mã huyền thoại của Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm kỳ thủ Trương Á Minh, Trần A Sáng và Đào Quốc Hưng, hai đồng đội của anh và cũng là hai người anh em. Trương Á Minh và Đào Quốc Hưng đã xuất sắc vượt qua đối thủ của mình và chờ đợi người cuối cùng trong bộ ba xe pháo mã huyền thoại có mặt tại vòng 1/8, hết sức hồi hộp. Tuy nhiên, đối mặt với anh là một kỳ thủ trẻ mà người ta có câu là con nghé mới sinh thì kinh gì con hổ. Thì Nguyễn Hoàng Tuấn với lối chơi xuất sắc trong thời điểm hiện tại hoàn toàn không ngán ngại bất kể ai nếu chơi ván cờ, chỉ duy nhất một ván cờ trong thể loại cờ nhanh của trạng cờ đất Việt 2015. Ngày hôm nay đến cổ vũ cho anh Nguyễn Hoàng Tuấn là rất đông các kỳ thủ cũng như ban lãnh đạo của câu lạc bộ Kỳ Hội Quán. Ông Nguyễn Văn Hòa, ông Phạm Phú Trung và rất nhiều ông khác. Và chắc hẳn bọn họ đều đang thực sự lo lắng trước nước xe 2 tấn 6 của danh thủ Trần A Sáng. Tuy lo lắng nhưng mà buổi sáng ngày ra khi gặp mọi người, tôi nhận thấy niềm tin trong mắt của các cổ động viên của anh Nguyễn Hoàng Tuấn. Các bạn đang xem trận cờ thuộc vòng 1/16 vòng chung kết khu vực miền Nam giải đấu trạng cờ đất Việt năm 2015 giữa hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn của câu lạc bộ Kỳ Hội Quán và Trần A Sáng của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu nhận được sự tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà hàng Sen Đầm Trị. Các trận đấu của trạng cờ đất Việt 2015 sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Sau một hồi suy nghĩ thì kỳ thủ Trần A Sáng đã quyết định chọn phương án chốt 7 tấn 1, chấp nhận cho anh Nguyễn Hoàng Tuấn đi pháo 2 bình 7, giả bắt tượng và đổi xe. Diễn biến tiếp theo sau khi đổi quân thì thế trận hiện tại tuy là quân bên tiên không áp lực gì cho bên hậu. Tôi nghĩ là một sự lựa chọn hợp lý, bởi vì nếu như mà chạy vào ăn mã thì sẽ rất nguy hiểm, sẽ là một đợt phản công dồn dập của bên đỏ và sẽ, mặc dù bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu là quá lớn, tuy nhiên trong một ván cờ thì khó có thể nói hay được. Anh Trần A Sáng không chấp nhận mạo hiểm, đó tôi nghĩ là một phương án hợp lý. Trận đấu sau khi đổi xe phải chuyển về trung tàn, chuyển về giai đoạn tàn cuộc. Khá khen cho kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn khi anh chấp nhận đổi hai xe và chuyển thành đánh cờ tàn đối với một danh thủ rất là kinh nghiệm như anh Trần A Sáng. Vì đối với những kỳ thủ nổi tiếng như vậy thì kinh nghiệm cờ của họ rất là nhiều và cờ tàn chính là sở trường của họ. Không biết là kỳ thủ trẻ như Nguyễn Hoàng Tuấn có đủ khả năng để đối phó với những nước đi kinh nghiệm của danh thủ Trần A Sáng hay không. Tôi thì tôi đã chứng kiến anh Trần A Sáng đánh cờ tàn với nhiều kỳ thủ và thông thường thì lành ít dữ nhiều dành cho đối thủ của mình. Nhưng chắc chắn là em Nguyễn Hằng Tuấn nghĩ đến điều đó và chấp nhận tranh hùng với lão tướng ở trong cái trận cờ này, hết sức thú vị.
Vừa rồi là một nước đi khá kinh nghiệm của kỳ thủ Nguyễn Anh Tuấn. Vì con mã 3 của anh đang bị hiếp bởi pháo 7 và con chốt 3 lại đang cản đường mã thì rất là khó để phát huy. Bây giờ sau khi đi mã 3 tới 1 thì lại mở đường cho nước mã 1 tấn 2 uy hiếp chốt 7 và chốt 9. Đúng là con chết không cần ăn, chưa cần ăn. Anh sáng đi pháo 7 bình 8 để có thể nói là đập tan ý đồ nhảy mã 1 tấn 2 bắt hai chốt này. Trong cờ tàn thì những con tốt rất là quan trọng, và nếu như mà chủ quan mà để mất một an tốt mà bị đè nén thì không còn đường nào để dãy đạp. Trong các vòng đấu vừa rồi thì chắc hẳn các bạn cũng đã chứng kiến nhiều ván cờ tàn, nhưng ở giai đoạn cờ tàn thì thời gian của các kỳ thủ thường cạn dần, thì có thể những nước đi của họ không chính xác. Trong trận đấu này thì diễn biến của ván đấu đã chuyển nhanh về cờ tàn và thời gian của hai kỳ thủ rất là nhiều. Chính vì vậy đây là một cơ hội rất là tốt cho các bạn thưởng thức một ván cờ tàn rất là hấp dẫn và quyết liệt. Trong trường hợp nếu bên hậu đi mã 6 tấn 7 thì sẽ là mã 7 tấn 6. Chính xác. Nếu chuyển pháo qua để dùng mã giữ thì sẽ là pháo 8 tấn 4, sử dụng pháo quét sạch hàng tốt. Anh Trần Nga Giáng quyết định đi pháo 4 bình 5. Rõ ràng sẽ là chủ động ăn tốt đầu đối phương trước. Nước cờ cực kỳ là kinh nghiệm. Bây giờ thì anh Nguyễn Tuấn đang gặp khó khăn rồi. Vì trước đó anh đã sử dụng nước mã 3 thái 1 để né tránh và pháo 7 tấn công. Bây giờ thì chốt 5 chỉ còn có một quân mã 7 để phòng thủ. Và nếu như để mất quân chốt đầu thì rất là khó khăn cho anh. Pháo 8 tiếng 3 không chế mã. Hiển nhiên là đối phó sẽ là nước pháo 8 tiếng 2 đổi pháo. Quả thật phong độ trong trận đấu này của anh Nguyễn Hoàng Tuấn thể hiện đúng với kết quả mà ở vòng đấu loại vừa rồi anh đã trải qua, vượt qua vòng đấu loại và không để một thất bại một trận đấu nào. Quả hẳn đây là một thành tích rất đáng khen ngợi của kỳ thủ trẻ như Nguyễn Hoàng Tuấn. Pháo 5 bình 8 bắt mã. Pháo 8 bình 2, pháo 8 tiếng 4. Sau khi đổi quân thì bây giờ thế trận còn lại anh Nguyễn Hoàng Tuấn còn 2 pháo 1 mã và anh Trình A Sáng còn 2 mã 1 pháo. Liên tiếp những nước đi chiến thuật. Sau khi thấy nhận thấy mã 3 không có khả năng phát triển ở bên cánh phải thì anh Trần Hạ Sáng đã đi mã 3 thối 5 và chuẩn bị chuyển quân qua bên cánh trái, hỗ trợ pháo mã để tiêu diệt chốt 1 và chốt 3 của anh Nguyễn Hoàng Tuấn. Các bạn đang xem trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/16 vòng chung kết khu vực miền Nam giải đấu chặng cờ đất Việt năm 2015 giữa hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn của câu lạc bộ Kỳ Hội Quán và Trần Nga Sáng của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu nhận được sự tài trợ chính của Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Eni Francais Việt Nam, Công ty Carotech, Khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, Khách sạn Minh Cường Đông Anh và Nhà hàng Sen Đầm Trị. Các trận đấu của chặng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật 14 giờ thứ hai hàng tuần. Trên kênh VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ 3, 4, 5, 6 hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Theo giới chuyên môn đánh giá trước trận đấu và có lẽ là cả tôi lẫn anh Trần Thanh Cân thì anh Trần ngày sáng sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn. Nhưng đến thời điểm này thì đúng là mọi cái đánh giá của giới chuyên môn hình như là đã sai lầm. Anh Nguyễn Hoàng Tuấn chẳng có một chút e ngại nào và đang có một thế trận có thể nói là giữ được tiền thủ trước danh thủ Trần Nga Sáng. Rất sòng phẳng thưa các bạn. Để có được một trận đấu sòng phẳng như vậy thì phải nói là anh Nguyễn Hoàng Tuấn đã trải qua rất là nhiều ván đấu ở trong các giải đấu nội bộ của Kỳ Hội Quán. Như các bạn đã chứng kiến thì ở trong vòng chung kết này ở khu vực phía Nam này thì có rất nhiều kỳ thủ của Kỳ Hội Quán đã tham gia và cũng cống hiến những ván đấu rất là hấp dẫn thưa các bạn. Kỳ Hội Quán là một câu lạc bộ cử nhiều vận động viên tham gia nhất tại giải vòng loại chặng cờ đất Việt 2015.
Và không lạ gì khi những kỳ thủ tiềm tàng của họ hầu hết đều giành được cái mục tiêu lọt vào vòng sau. Và hiện nay thì các kỳ thủ kỳ hội quán đã chứng tỏ cho các lãnh đội, chứng tỏ cho câu lạc bộ của mình để vững tâm hơn trên con đường xây dựng công tác phong trào cho làng cờ tướng phía Nam. Đã có khoảng cách về thời gian thưa các bạn. Hiện tại anh Nguyễn Hoàng Tuấn còn 10 phút và anh Trần Ánh Sáng còn 13 phút. Và càng về giai đoạn về sau mà thời gian càng ít thì đó là một cái bất lợi rất là lớn. Tôi nghĩ anh Hoàng Tuấn nên thi đấu nhanh hơn và rút ngắn thời gian lại. Các bạn để ý con mã thoái về cung của anh Trần Nga Giáng hiện thời đang tạm thời chưa động đậy. Nhưng chỉ trong một vài nước thế thôi, khi thế trận đã được đơn giản hóa, cụ thể là anh Trần Nga Giáng đang đe dọa bắt tốt 9 của đối phương. Vâng, và ngay sau trận đấu này thì bình luận viên của chúng ta anh Trần Thanh Tân sẽ bước vào trận đối đầu trước đối thủ Phạm Quốc Việt. Tôi thì không biết là cái cảm nghĩ của anh Trần Thanh Tân thì quay trở lại ghế nóng của trạng cờ. Rồi tôi nhớ không nhầm thì năm 2013 anh Trần Thanh Tân đã đi một nước thẳng con mã vào mồm tự quân của đối phương, cụ thể là anh chàng nông dân dễ thương Lê Minh Chí. Rất may là anh Trần Thanh Tân bằng bản lĩnh của mình đã lấy lại quân mình trong ván đó và chiến thắng. Nhưng mà tôi cũng xin có một lời khuyên nhỏ trước người em của tôi, trước khi ra trận đánh ở lần này thì chớ mà có đưa mã vào mồm đối phương, bởi vì sẽ rất khó có cơ hội cho anh nếu như anh thất thế trong trận đấu lần này. Và xin anh cho biết cảm nghĩ khi anh bước vào, quay trở lại với khán giả trên ghế nóng trạng cờ. Quay trở lại với ghế nóng của trạng cờ thì thật sự là rất hồi hộp và rất vui khi được thi đấu để cống hiến những trận đấu hấp dẫn cho quý khán giả. Đánh giá thế trận hiện tại thì tôi nghiêng về bên đỏ hơn rất là nhiều, vừa hơn chốt và các quân đều nằm ở vị trí rất là đẹp. Tôi thì tôi sẽ dự đoán đến một trận cờ chớp sẽ diễn ra sau đây ít phút. Đỏ tuy hơn nhưng có lẽ là chưa đủ thắng. Có thể là kinh nghiệm của anh Nguyễn Hoàng Tuấn cũng tuy có nhưng chưa nhiều để vượt qua được một kỳ thủ nổi tiếng như anh Trần Ánh Sáng. Tôi cũng nghiêng về một kết quả hòa. Và hy vọng rằng dự đoán của các nhà bình luận chuyên môn chính xác, bởi một trận cờ chớp thì cực kỳ hấp dẫn và nhiều cảm xúc. Chắc chắn là các bạn cũng đang đón chờ. Bộ ba xe pháo mã thì xe và mã đã bước vào vòng sau và anh pháo thì đang đứng ở cái tình trạng khó khăn. Các bạn đang theo dõi trận cờ thuộc vòng 1/16 vòng chung kết khu vực miền Nam giải đấu trạng cờ đất Việt Nam 2015 giữa hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn của câu lạc bộ Kỳ Hội Quán và Trần Nga Giáng của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu nhận được tài trợ chính của Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: Công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, Công ty Carotech, Khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, Khách sạn Minh Cường Đông Anh và Nhà hàng Sen Đầm Trị. Các trận đấu của trạng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Vừa rồi là nước đi phá 4 tiếng 2 rất là hợp lý của anh Nguyễn Hoàng Tuấn. Vừa cản đường không cho pháo tấn công mã và ẩn nơi đó là một nước phá 4 bình 3 chặn đầu của mã 7 và không cho quân địch tiến sang gây nguy hiểm. Và hiện thời thì pháo 9 của đỏ cũng đang quản lý hàng của đối phương nên việc lên con mã này ngay là rất khó khăn. Tuy là một đồng đội của anh Trần Ánh Sáng trong đội tuyển Hồ Chí Minh nhưng hiện tại thì tôi đang rất là lo lắng cho anh, không biết anh có vượt qua được giai đoạn này hay không. Vừa rồi thì mặc dù với số lượng đông đảo các kỳ thủ Kỳ Hội Quán tham gia nhưng hình như là đã rơi dụng khá nhiều ở vòng 1/16. Và hôm nay rút kinh nghiệm thì toàn bộ bộ sậu lãnh đạo của Kỳ Hội Quán đã có mặt. Và tôi cho rằng những cái nước đi xuất sắc của Nguyễn Hoàng Tuấn cũng đến từ sự cổ vũ của các anh. Và mong rằng nếu như các anh muốn chứng kiến các kỳ thủ của mình tiến theo vào vòng sau thì xin mời tiếp tục có mặt trong những ngày tiếp theo của trạng cờ đất Việt tại cabin bình luận.
Nguyễn Văn Tuấn vừa đi nước pháo 9.3 truy kích mã 7, thực sự rất là khó khăn cho anh là sáng ở thời điểm này. Mã thì đang bị khống chế không có đường lên mà lại bị đuổi chạy về. Và khi con mã di chuyển thì con chốt 5 tuy có pháo giữ nhưng mà rất là khó để xử lý. Bước vào giải đấu chặng cờ đất Việt khu vực phía Nam năm 2015 thì ban tổ chức đã có những cái điều chỉnh ở trên hàng ghế chuyên bình luận chuyên môn của chặng cờ đất Việt, đó là trực tiếp mời các kỳ thủ rất là nổi tiếng của thành phố, của khu vực phía Nam tham gia bình luận cùng với tổ chuyên môn của ban tổ chức. Và hy vọng cái sự cải tiến này đem lại sự hài lòng cho đông đảo quý vị khán giả, bởi vì những cái bình luận xác đáng của anh về các anh về vấn đề chuyên môn chắc chắn sẽ đem lại bao nhiêu kinh nghiệm quý báu cho đông đảo quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chặng cờ đất Việt. Và trong một thời gian ngắn nữa thôi thì chặng cờ đất Việt sẽ đến với khu vực miền Trung yêu dấu, đến với thành phố Đà Nẵng, nơi được bình chọn là đáng sống nhất Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng sẽ thấy những cái kỳ hữu thân thuộc của mình như anh Nguyễn Khánh Minh của Quảng Bình, anh Hà Duy Tấn, anh Trần Cẩm Long và rất nhiều kỳ thủ nổi tiếng khác từ Đà Nẵng, từ Đắk Lắk, từ Bình Định tham gia giải đấu. Và chúng ta sẽ tiếp tục có những ngày hội lớn cho làng cờ toàn quốc. Thời gian cho anh Nguyễn Hoàng Tuấn chỉ còn chấp chỉ 6 phút, anh Trần Ngã Sáng là hơn 8 phút. Tôi đang để ý con mã 4 của anh Trần Ngã Sáng, con mã mà khóa mắt tượng. Thì thực sự ra là các kỳ thủ của chúng ta có những cái pha điều chuyển trung tàn thì nó là vượt tầm suy nghĩ của người bình thường. Và tôi đang rất là hy vọng sẽ được chứng kiến sự phát huy mạnh mẽ của con mã này sau một số nước đi nữa. Và đây, mã 4 thoái 3 bắt chết tôi đầu. Các bạn hãy để ý con mã này cực kỳ xảo diệu. Bắt đầu nhận thấy dấu hiệu lúng túng của anh Nguyễn Hằng Tuấn và anh rất là khó đi ở trong thời điểm này. Quyết định cho đối phương đâm pháo chiếu và an sĩ. Những nước chiếu kinh nghiệm thưa các bạn, mình có thể chiếu đi một vài nước để xem đối thủ phản ứng như thế nào. Nếu như ở đây nếu không kinh nghiệm mà đi di chuyển mã thì sẽ mất đi chốt đầu và rất là khó khăn để phòng thủ. Thì đương nhiên với một kinh nghiệm như kỳ thủ Trần Ánh Sáng thì anh không thể nào để mất chốt đầu cách đơn giản như vậy được. Vâng, ấn bắt mã và bắt mã lại trong giờ vừa rồi. Nếu như di chuyển con mã sẽ bị vỡ ngay tốt năm và anh Sáng không muốn điều đó. Nếu như bây giờ chấp nhận đổi cây, bàn cờ sẽ là pháo mã hai chốt đánh với hai pháo hai chốt. Và đương nhiên khi mà đã chuyển về tàn có càng nhiều chủng loại quân trên bàn cờ thì càng tốt. Anh Tuấn đương nhiên là không chấp nhận. Và bây giờ anh Sáng nhảy lên, tốt đầu vẫn được giữ. Một cái nước cờ mà tôi nghĩ là ngay cả tôi, thậm chí anh Trần Thanh Cân và đương nhiên là tất cả những cái người yêu cờ sẽ thấy là cần phải học hỏi cái sự điều chuyển trung tàn này. Bây giờ thì anh Nguyễn Tuấn cần nhanh chóng đưa mã lên để phối hợp với hai pháo. Vì thật sự hai pháo tuy là mạnh nhưng mà nếu mà phối hợp đơn lẻ như vậy thì chưa thể nào phát huy được.
Hiện tại thì khoảng cách là 3 phút thôi các bạn. Vâng, không cho đối phương nhảy mã 5 tuần 3. Quá là rất kinh nghiệm. Nếu mã 5 tuần 3 là lập tức đấu cây ngay. Quả là một trận đấu hết sức hấp dẫn và cân tài cân sức giữa hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn mặc áo đỏ và đi trước và kỳ thủ Trần A Sáng mặc áo xanh cầm quân xanh đi sau thưa các bạn. Vâng, chuyển pháo vào đầu đang đe dọa tốt 7. Nếu bây giờ quay mã về bắt thì có thể chuyển pháo ra lộ 1, có thể chọc xuống đánh biên. Lộ 1 hoặc lộ 2 và hai con mã này nhiều khả năng đe dọa được tượng. Và sau khi tượng chạy thì vẫn mất cái con tốt đó. Tôi nghĩ cây hương đánh và anh Trần A Sáng là như vậy. Bây giờ thì quân đỏ sau một hồi tấn công đã quay trở về những phòng thủ và lão tướng đã rảnh chân trong việc mà điều chuyển các cây để kết thúc đối thủ của mình. Chấp nhận đối công, anh Nguyễn Hình Tuấn đã đi nước mã 4 tướng 5 và mở ra một loạt những cái đòn đánh cho bên xanh. Không ăn tốt chuyển sang bên này với ý đồ dùng mã vẫn tấn công mà vẫn ngăn cản cái đường đâm pháo của bên đỏ. Nếu bên đỏ điều liều lĩnh thì cũng thực sự là nguy hiểm. Rất là hay, tương kế tự kế, đáp trả mãnh liệt, không có ngần ngại gì cả. Vấn đề hiện tại bây giờ của anh Nguyễn Hoàng Tuấn là thời gian thôi các bạn. Khoảng cách 3 phút vẫn còn được giữ nguyên và anh nên nhanh chóng xử lý ở những giai đoạn này. Đúng là tâm trạng của tôi thì đúng là vầng trăng ai sẽ làm đôi. Ở cương vị nhà tổ chức thì mong muốn cho ngôi sao Trần A Sáng đi tiếp, nhưng ở cương vị mà cũng người yêu cờ thì mong muốn cho những kỳ thủ có xuất phát điểm nghiệp dư như mình đi tiếp. Và rõ ràng là rất là khó để lựa chọn. Vừa rồi có lẽ như là một nước đi không chính xác của anh Trần A Sáng và tạo cho anh Nguyễn Hoàng Tuấn một cơ hội đấu quân giảm áp lực. Nhưng anh đã không lựa chọn nước đi này và tiếp tục đi pháo 1-8, quyết định tấn công. Có lẽ anh không muốn thu hòa chăng? Thật ra với lựa chọn thí mã thì hai bên cùng pháo mã thì rất là dễ để thủ hòa hơn. À, bây giờ thì đang khó khăn, đang đến các bạn nhìn thấy là đang vừa bắt pháo vừa dọa nhảy chiếu sang bên kia. Nhưng anh Nguyễn Hoàng Tuấn đã lập tức vỗ pháo vào năm để không cho cái hàng trung lộ bị khống chế. Các bạn đang theo dõi trận đấu cực kỳ hấp dẫn thuộc vòng 1/16 vòng chung kết cuộc miền Nam giải đấu chặng cờ đất Việt 2015. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà hàng Sen Đầm Trị.
Các trận đấu của Trạng Cờ Đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị đón xem. Vừa rồi là một hàng loạt nước đi rất nhanh, ai đối thủ đã đấu cây rồi. Sau khi đấu cây thì anh Trần Á Sáng đã còn hai mã và anh Nguyễn Hành Tuấn còn pháo mã. Tuy nhiên Nguyễn Hành Tuấn vừa bị mất đi cặp tượng. May cho Nguyễn Hành Tuấn là vừa rồi là đấu pháo, chứ nếu mà để mã đấu vào pháo thì thật sự khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ kèm hai cặp tượng cũng rất là nguy hiểm. Lợi thế của anh Hoàng Tuấn là chốt 7, nhưng hiện giờ chốt 7 lại không có tượng để bảo vệ. Thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện vui với anh em yêu cờ thì tôi có hay đề cập đến con mã của tôi bay hay như ngựa xích thố. Và các bạn chuẩn bị chứng kiến song mã của Trần Nga Sáng. Vâng, như ngựa xích thố và như ngựa đích lô. Một phút đấu với hai phút rất hay. Rất nhẹ nhàng thoái mã về với mục tiêu phòng thủ, sau đó sẽ tìm cách đưa tốt biên sang gây áp lực. Cờ nhanh là lợi thế cho các kỳ thủ trẻ. Tuy lỗi giờ nhưng những lúc đi của anh Hoàng Tuấn rất là nhanh và rất bình tĩnh đấy các bạn. Thời gian gần đây Liên đoàn Cờ Việt Nam đã tổ chức các giải cờ nhanh, cờ chớp cho các đối thủ. Và tôi thì tôi nói thật với các bạn là khi tôi đến đưa tin thì nghĩ là mấy cái bác mà lớn tuổi thì đi cờ chớp thì có lẽ là không nhanh. Và đúng là các lão tướng thì không nhanh thật. À vâng. À, kết quả là hòa thưa các bạn. Các bạn chuẩn bị chứng kiến một trận cờ chớp tuyệt hay giữa hai kỳ thủ Trần Nga Sáng và Nguyễn Hằng Tuấn. Rất đáng khen cho kỳ thủ Nguyễn Hằng Tuấn đã giành được một trận hòa trước danh thủ Trần Nga Sáng. Bên anh Trần Nga Sáng sẽ được đi tiên và có 6 phút, bên anh Nguyễn Hoàng Tuấn có 4 phút, mỗi nước đi của mỗi kỳ thủ được cộng 3 giây. Tuy nhiên là anh Trần Nga Sáng sẽ phải chốc hòa. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò dìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trận cờ chớp bắt đầu. Có 2 bình 5, mã 8 tấn 7 rất nhanh. Xe 1 bình 2, xe 2 tiến 6, bố cục kinh điển rồi. Wow, đây là một bước đi bất ngờ của anh Nguyễn Hoàng Tuấn các bạn. Phế hai cây để chấp nhận tấn công. Có một sự trùng lại của anh Trần Nga Sáng, nước cờ gây bất ngờ và không chấp nhận ăn. Trong cờ nhanh mà rất khó xử lý. Nếu như mà tham ăn hơn cây thì trong cái thời gian trong cờ chậm thì đỡ được hết, nhưng trong cờ nhanh thì đặc biệt là cờ chớp thì cực kỳ khó khăn. Có vẻ như anh Nguyễn Hoàng Tuấn đã chuẩn bị trước cái cuộc đấu này nên những lúc đi của anh rất là nhanh, thời gian của anh còn nhiều hơn thời gian ban đầu. Thank you.
Vâng, lại chuyển pháo vào đầu, đồng thời mở đường sai chính Bình Đám. Khó khăn rồi đấy, tôi nghĩ là khó khăn rồi anh Trần Anh Tân ạ. Bắt đầu khó khăn rồi. Cái trường hợp mà bị vỡ tốt năm này và bên Tiên có hai tốt. Một tốt sang sông rồi và một tốt năm tham gia chiến trận thì tôi nghĩ rất khó khăn đấy. Bắt đầu có sự trùng lại trong nước đi của anh Nguyễn Hằng Tuấn rồi thưa các bạn. Thời gian là 5 phút và 3 phút, mã 6 tấn 5, chắc là buộc phải lên. Nhưng mà nếu mà anh lên thì cờ này rất là khó để chống đỡ. Vâng, nhưng mà nếu mà không ăn lên, à vâng, anh Tuấn đã quyết định đi mã 3 tấn 2. Tôi nghĩ đó là phương án hợp lý, vì vừa khống chế đường xe. Hiện giờ anh đang lỗi giờ mà với thế trận mà không có khả năng phản đòn thì chắc chắn là không chấp nhận được rồi. Thôi mã về rất kinh nghiệm, khống chế hàng loạt cái đường xe của xe 8 bên Nguyễn Hành Tuấn. Vừa rồi thì lão tướng tí thì la mã 4 tấn 6. Xí tí nữa là anh đã kịp thời điều chỉnh mã 4 tấn 2. Trong luật cờ thì cầm cây thì phải đi cây. Xe 9 Bình 8 chỉ chờ có thế thôi. Rất nhanh. Ánh sáng lại ra định định pháo 5 Bình 2 chính xác vào 5 Bình 2 đuổi xe. Trước khi rẽ tốt vào để hai cặp mã giao chân nhau. Sự khó khăn rồi. Anh Tuấn có lẽ đang nghĩ ý đồ là chuyển pháo qua để có thể là ngăn chặn lại. Trước sau thì con xe 8 cũng phải đi xe 8 Bình 9 thôi. Vì nếu bây giờ đi pháo 9 Bình 8 thì bên Tiên vẫn có thể đi mã 2 tiến 3, sau đó mã 3 thoái 5. Vâng, tốt 3 Bình 4. Rất quá chặt chẽ. Rất nhẹ nhàng. Lại Bình 5. Và sẽ ấn dung phá tượng. Cực kỳ nguy hiểm rồi các bạn. Hiện giờ 5 phút và 2 phút 30 giây. Rất hồi hộp. Pháo 2 thì đang bị xe 8 nhòm. Và tượng thì chuẩn bị chốt truy kích. Anh Tuấn đã quyết định phế mã. Rất quyết liệt. Thực ra là một sự lựa chọn chính xác, bởi vì như anh Trận Tân vừa phân tích, nếu mà không đánh gì ánh sáng thì sẽ rất nguy hiểm. Quyết định mở đường máu rồi. Vâng, giật xe về lấy căn để nếu cần chuyển xe sang đấu. Quá kinh nghiệm. Anh Tuấn cũng rất là hay. Ấn xe xuống tránh đấu, bây giờ đấu và pháo sẽ quật về ngay. Thời gian đang được rút ngắn nữa các bạn, khoảng cách bây giờ chỉ còn 2 phút. Bên và chúng ta nên nhớ là bàn cờ này thì anh Nguyễn Hằng Tuấn chỉ cần đỡ hỏa. Và chạy xe sang trước, tránh để cho pháo chuyển qua biên. Sẽ tốt thông mặt xe, rồi thông xe kỹ thuật. Thực sự tí lỗ cây nhưng mà thế trận tấn công của anh Hoàng Tuấn vẫn có. Và những quân của anh Trần Hà Sáng chưa tạo được thế phối hợp tấn công. Nhập vào chóc xe. Chắc hẳn sau nước đi này anh Sáng sẽ đi xe 6 thái 4, tạo thế xe đôi và đấu xe. Vâng, quả thật là ý tưởng lớn gặp nhau. Xe 6 thái 4 chuẩn bị mời đổi xe. Và sau khi pháo này bị
bị khi mà một xe sẽ bị đổi thì pháo sẽ rất là khó khăn. Đấu quân giảm bớt đi khả năng sát thương của đối phương, đó là kinh nghiệm để giành chiến thắng đơn giản. Thổi cây rồi, vâng, tiếp tục trồng xe xa. Ok. Bây giờ thì khó khăn bắt đầu đến với anh Nguyễn Tuấn. Khi mà không còn hai xe thì hoàn toàn có thể hất sĩ lên hoặc là ra tướng được. Còn một chút e ngại cho tốt 8, nhưng tốt 8 còn khá xa. Và tôi nghĩ là con tượng của bên xanh phải hết sức cẩn thận. Chú voi rất to mà con tốt rất là nhỏ. Đang mà bằng, có đang thể là và một mũi đâm là có thể chết tượng ngay. Rất là vui. Thời gian vẫn đang vượt trội dành cho anh Trần Nga Sáng. Xuất tướng, đâm chiếu. Ném tượng để chuyển pháo qua. Rất hay thưa các bạn. Thông đường pháo, chuẩn bị cho nước pháo 6 bình 4 chiếu tướng. Chắc hẳn là phải đi chốt 5 bình 6 rồi. Chuyển pháo sang dự định đánh song tiên. Chỉ một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến một bàn thua. Bên đậu đã quyết định lên tượng để có thể là ngăn cản bắt mã. Đã chuyển pháo qua để dạ, chiếu có tương. Thể nói là đục quét ở bên cạnh. Các bạn hãy nhìn vị trí xe đỏ, chỉ một con xe thôi mà vô hình chung khống chế hai pháo vào một xe của bên xanh. Chấp nhận cho đâm chiều. Thật ra chỉ là đấu pháo thôi bạn. Vì nếu ăn pháo đi thì xe 2 bình 4 sẽ ăn tốt chiều. Ăn mã nhưng mà cái lực lượng tấn công sẽ bị giảm đi. Và trong cái thế trận chỉ còn xe pháo thì tôi nghĩ là rất là khó chống cự lại xe 3 mã. Không, nếu mình xét kỹ tình huống đó, sau khi đổi hai quân đấy thì con xe lại chuẩn bị đi xe 5 bình 8 truy kích mã 2. Nước đi rất hay. Anh Sáng đã giật pháo về không cho đối phương có ý đồ này. Một ri quyết liệt. Ăn con mã nào. Ăn pháo. Bắt chết mã và chuyển thành cờ tàn xe mã. Chắc là sai lầm rồi thưa các bạn. Sai lầm rồi và anh Trần Nga Sáng đã có những cái pha xử lý tôi nói vui là đi khinh công, quả là như lưu thủy hành vân, nước chảy mây trôi. Vâng, khóa tướng, sau đó giật mã về. Rất kinh. Nếu bây giờ ăn mã giật mã về dọa sát cục và sẽ bị khoét cánh này. Con xe sau khi ăn mã, không ăn mã thì rất dở, cũng thua mà ăn mã rồi thì tắc. Tôi nghĩ trước sau thì cũng không phải ăn mã thôi. Phòng thủ có thể nói là nước xa không cứu ở lửa gần. Dù sao thì em Nguyễn Hoàng Tuấn cũng đã quá xuất sắc khi mà đối đầu với cả Đại tướng Trần Nga Sáng. Thôi, giảm bớt đi quân lực, vẫn còn hy vọng để thu hòa. Tôi nghĩ là không có cửa gì cả, đang sát cục đấy ạ. Và buộc phải vào tướng đâm chiếu xả sĩ ngược ngựa về là rất lằng nhằng. Các bạn thấy là tại sao tôi nói xe ăn xong là bị tắc không để vỗ mặt được. Bây giờ con tượng đang làm hại toàn bộ các con khác, mà đặc biệt là làm hại tướng. Hất sĩ lên. Rồi vỡ sĩ. Rồi mất xe rồi thôi các bạn. Đang dọa chiếu. Nếu vào thoái về bắt xe dọa sát cục. Và tôi xin được gửi lời chúc mừng sớm đến Túy Kỳ Tiên Trần Nga Sáng. Và xin hẹn gặp lại em Nguyễn Hoàng Tuấn vào mùa giải sang năm. Cảm ơn anh Trần Thanh Tân. Xin chào anh Dương. Trên dưới bình luận và trạng cờ. Hẹn gặp lại các bạn vào trận đấu tiếp theo.